Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Mi Vlog. Hôm nay tiếp tục sẽ chia sẻ đến các bạn video vẽ màu lên lồng đèn con bướm nha. Đây là con bướm nè. Xin giới thiệu đến các bạn, đây là con bướm màu đỏ nha. Đây. Rồi mời các bạn cùng theo dõi mình vẽ màu lên con bướm nha.
nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like nha, đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Rồi các bạn hãy comment ý kiến mình nha, nếu mình làm đẹp thì xin một like, nếu mình làm xấu thì cũng comment là nói xấu nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi chiều thật là vui nha. Xin tạm biệt.